Thank you.
thế là cứ đừng có ao á. Cô làm tép làm thì tí vô làm mà tặng cho vậy này. Ao bây giờ đúng không? Cái này là ao bị sổ đỏ đúng không? Khi nào đến cô ao á. Ao bây giờ đúng đâu? Làm mà vừa rồi, ao bị sổ đỏ cái à? Cái này làm rồi bây giờ bây giờ vô chả? Làm sao vô làm sao vô? Bây giờ cái này dọn đồ rồi, bây giờ đúng không? Tôi làm sao vô? Vô cái này vừa rồi. Học cũng là toàn là phải đâu, phải đâu. Đấy.
lại rồi à.